Chào các bạn, mình tên là Thư, đến từ lớp quản trị kinh doanh 2. Thực ra thì hôm nay bọn mình có một cái khóa thi marketing ở trên Resort Ba Vì, và mình đã chọn thuyết trình bằng tiếng Anh. Thì cái thuyết trình bằng tiếng Anh thì này thì mình chuẩn bị nó trong vòng một ngày và mình mới tập từ hôm qua, và hôm nay nói thì thực sự mình rất là run. Và cái sự lựa chọn mà thuyết trình tiếng Anh này thì mình muốn vượt qua bản thân của mình. Tại vì trước đây thì mình cũng không giỏi tiếng Anh cho mấy, nhưng mà 3 năm từ lớp 10 trở lại đây thì mình rất là thích tiếng Anh. Cho nên là mình muốn thử đứng nói theo cái cảm giác của mình để mình xem thử trình độ mình đâu. Thật sự thích sinh thân thì rất là rung. Và cái buổi đi thi marketing hôm nay thì cảm thấy rất là vui. Rất ý nghĩa. Thế con, thế em có hài lòng vì kết quả mà nhóm đã đạt được không? Dạ, rất là hài lòng. Rất là hài lòng. Thì có muốn các môn khác cũng sẽ học theo cách này không? Dạ có, tất nhiên. Tại vì cái khi mà học sinh mà nó học lý thuyết quá nhiều thì nó sẽ không có được những cái mà nó cần sau này trong xã hội. Cho nên là những cái buổi học mà thực tiễn như thế này rất là bổ ích. Và học sinh chúng em ai cũng mong học như thế này. Rồi, ok, cảm ơn Thư nha. Dạ.